trong chúng ta dù cũng phải lớn lên, có người lựa chọn lập nghiệp ở quê hương, có người lại lựa chọn ở nơi xa, giống như tôi vậy. Mỗi lần được về quê là thấy vui và hạnh phúc lắm. Ông bà ta nói chẳng sai, quê hương là chùm khế ngọt, ai đi xa cũng nhớ về. Hiện lên trong đầu tôi là những ký ức của tuổi thơ, là những trưa hè sau lũy tre, là những nồi nước gội đầu mẹ mẹ tôi chuẩn bị kỹ càng cho tôi. Vì mẹ nói, hàm răng mái tóc là góc con người. Và tôi cũng yêu những gì đến từ tự nhiên, những thảo dược gần gũi mà an toàn. Giờ đây tôi bộn bề với cuộc sống, với công việc, với gia đình, những ồn ào tấp nập của xã hội. Và mẹ tôi cũng dần già đi, chẳng còn sức khỏe như ngày nào. Vậy nên mỗi lần về quê, tôi lại gửi tặng đến mẹ một món quà, chính là chai dầu gội thảo dược Thanh Mộc Hương. Đây chính là loại dầu gội đúc kết tất cả những tinh túy từ các loại thảo dược mà mẹ tôi từng vất vả đun nấu khi nào. Nhìn mẹ vui và hạnh phúc vì giờ chẳng cần phải vất vả tìm kiếm, đun nấu những nguyên liệu như xưa. Mở nắp chai dầu gội là mẹ đã thấy đúng mùi nồi nước đun mà mẹ vẫn hằng làm. Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhất.